Vâng, xin chào bác điều tiên kia xe đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe mới về bên em, mẫu Sunpeak Citizen Model năm 2019 đó nhé. Đây là một thương hiệu mới nhất tại thời điểm hiện tại bên em mới về, với cái màu xa màu tím lì. Đây là một màu khá là hiếm về bên em, bằng dòng Sunpeak Citizen năm 2019. Xe rất đẹp đó nhá, cái màu sắc của nó rất là đẹp đấy đó. Các bạn nhìn thấy đánh giá cái màu của dòng xe Sunpeak đây. Đây là mẫu mới nhất về bên em đây. Bây giờ xin mời anh giáo tổng thể chi tiết xe. Vâng, thì trên màn hình mấy các bác ơi, bác chỉ cần gõ trên màn hình Google là Sunpeak Citizen thì ra các mẫu Sunpeak của thương hiệu mới ra năm 2019. Thì đây, bác cần gõ Sunpeak Citizen thì ra hình, bác ấn vào hình ảnh thì nó website chính hãng của cái dòng của xe Sunpeak. Thì xe được em đánh giá là rất là cao. Thì đây là một trong những website mà Google đánh giá. Đây là mẫu mới của bên em đây, được bên nước ngoài ta họ review về trước các Sunpeak này. Và họ đăng trên video YouTube. Đấy. Đây là một mẫu xe bên nhà em đây. Cũng là cái tông màu xanh của dòng Sunpeak đây. Được bên họ bên nước ngoài đánh giá rất là cao bác nhé, của năm 2019. Đấy. Các bác có thể lên trên mạng để tìm kiếm, để tham khảo thêm về cái dòng xe Sunpeak chiên này bác nhé. Đấy, rồi cáp này. Vâng, đây là mẫu những vận động viên mà đang đi review và đang test thử cái độ tốc độ của xe đây. Đây là những đoạn đường xuống dốc này, rất là bon, rất là an toàn bác nhé. Đấy, đây là một mẫu review về dòng Sunpeak. Mẫu bên em cũng là màu xanh bên em mới về, rất là cao cấp mà cũng đi được luôn cả cái đường cao nhé, lên đường dốc được rất là bon. Vâng, xe được phủ một lớp sơn sơn lì, sơn tím lì, xanh tím nữa nhá, nó hơi ánh tím và màu hơi pha xanh. Đây là màu rất tông màu rất là lạ bên em, mẫu thương hiệu của Sunpeak Model Citizen năm 2019. Em đánh giá tổng thể xe có lớp sơn đánh giá khoảng tầm 90% xe. Xe còn rất là đẹp. Tuy có một vài vết xước nhiều li ti trên khung xe thôi, nhưng tổng thể xe nó qua sử dụng như thế này là rất là đẹp rồi. Đây, em sẽ đi từng chi tiết cái lớp sơn cho bác xem. Trên bề mặt khung xe thì rất là đẹp đó nhá. Đây là mẫu sơn Sunpeak mới về bên em, làm từ hợp kim nhôm không mối hàn, nhôm siêu nhẹ và được sử dụng với bộ công nghệ nhôm hàn không mối rất là cao cấp. Đây là sơn của nó đây. Thì em đã nói giới thiệu qua các bác là những video trước thì những dòng xe nhôm không mối hàn là hầu hết là những dòng xe được trang bị với những bộ khung cao cấp. Thì đây cũng là một cái mẫu model năm 2019 được cải tiến đi và nâng cấp thêm rất nhiều. Đây, những cái chắp lối của khung xe là làm rất là gọn nhỏ quá nhá, và hầu như không nhìn thấy. Cho thêm cái bộ chắc chắn của khung xe. Đây. Hôm qua có một vài vết xước nhỏ nhảy đấy. Đây vết xước nhỏ đấy. Mà xe tổng thể rất là đẹp quá nhá. Mẫu Sunpeak Citizen của model năm 2019. Đây là những cái đường vân chiếc Sunpeak này, đường vân lỗi trên khung xe. Và xe là cao cấp, bắt đầu chạy với bộ dây âm sườn. Đây là màu tím xanh. Ví dụ như các bác đi vào trong nhà thì nó hơi màu tím, và đi ra ngoài anh lắng thì nó hơi ngả màu xanh. Bộ khung xe làm rất là chắc chắn nữa. Đây là bộ khung xe không mối hàn mà em giới thiệu rất nhiều trong thời gian vừa qua, dành cho những dòng xe cao cấp, rất là nhỏ gọn và chắc chắn cho khung xe. Cổ phốt ni lông chính hãng của Sunpeak, nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với bộ tay lắc Relax.
Và cái bộ tai lắc này rất là khác biệt so với bộ những bộ tai lắc mà em giới thiệu vừa trong thời gian vừa qua. Tức là các bác đã lắc vào đây thì là lên, lắc xuống này là thì xuống, là sử dụng chung một bộ tai lắc luôn, tức là không có hàng bình thường là các bác em giới thiệu qua thì có chia tay lắc và tay xả, cũng xả riêng thì riêng cái bộ sử dụng này rất là dễ nhá. Đây, lắc lên trên và lên này, bấm cái này là xuống luôn, xuống lít lên lít, rất là khác biệt so với những mẫu thông thường mà em đã giới thiệu qua, rất là tối giảm, các bác đi rất là tiện lợi các nhá. Bên tay phải em cũng vậy, bên tầng đĩa đây, lắc lên là tầng giường lên đĩa này, lắc xuống là xuống đĩa này, trên và dưới cùng một bộ tay lắm lắc luôn. Đây, bên dưới và bên trên rất tiện lợi cho các bác. Đây là mẫu model cải tiến của năm 2019 thời điểm hiện tại, với em mới về, cũng tông màu rất là đẹp, màu xanh tím. Và càng nhôm, càng nhôm cũng sử dụng bộ không mối hàn rất là cao cấp, chính hãng nguyên bản của Sunpeak. Vành nguyên bản theo xe cũng vỏ vành của Sunpeak nữa nhá. Vành nhôm hai lớp. Vành còn rất là mới và đẹp đó nhá. Xe là rất ít sử dụng, đâm ra là lốp còn gần như là mới nguyên. Nó còn gai lốp đây. Kích thước lốp là 700 x 25C. Mặt chiều cao size đứng của khung xe size đứng là size 48 phần bên size, tức là size 48 chiều ngang khung. Đây là size Âu nhưng mà là size 48. Đằng sau xe sử dụng với bộ củ đà Shimano Thule, trang bị 8 tầng lít. Đằng sau xe sử dụng cái bộ vành của Sunpeak, chính hãng bản theo xe. Kích thước lớp 700 x 25C. Cọc yên chính hãng của Sunpeak, yên xe chính hãng của Redut, yên hiệu nhá, yên hiệu Redut, yên rất là đẹp đó nhá. Đây là mẫu yên cao cấp của cái dòng xe đua, nhưng mà duy nhất là nó mẫu bị một vết sần ở đây, nó nhìn rõ vết sần ở đây, nhưng không ảnh hưởng gì các bác ạ. Đây là cái đê yên hiệu ngồi rất là êm và chắc chắn của dòng xe đút. Màu xe màu xanh tím nữa nhá, vào là da lắng thì nó là màu hơi xanh xanh xanh, còn nó vào trong nhà thì nó hơi màu tím đấy, đổi màu theo cái phương hướng của màu sắc của ánh nắng. Rất là đẹp không nhá. Đây là mẫu mới về bên em. Và cái bộ tay lắc này rất là dễ sử dụng. Bộ tay lắc này là sử dụng nguyên, nguyên sử dụng nguyên là nguyên một cái cụm này, tức là bấm xả vào luôn một bộ đó là dùng một cái tay lắc này luôn. Và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Sao lại không xuống được lít nhỏ cùng. Và bây giờ xin lên đánh giá chi tiết hoạt động của xe, lên lít lên. Lên lít chuyển động rất là mượt mà, xuống lít và lít và xích rất là mới luôn nhé, nguyên bản chính hãng theo xe. Bên đây trang bị với hai phần đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, vâng, rất là trơn tru và mượt mà, hầu như xe hoạt động không hề cũng biết gọi là cả. Đây là mẫu Sunpeak truyền năm 2019, bây giờ mới về, màu xanh tím không các. Xe đánh giá còn rất là đẹp, trên tổng 90% xe. Đồng tốt, đầu tiên bên em về, mẫu truyền. Vâng, mời các tổng thể thông trước xe Sunpeak truyền. Em mới về.
về. Bức tông màu xe rất là đẹp quá nhá. Và xe đã rất tốt bên nhau mà 5,8 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đấy. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.